Đẹp trai luôn đúng. Anh chàng diện bộ đồ tưởng rất sai nhưng trông lại cực xoái, khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Không biết ông anh này là ai, từ đâu tới, chỉ biết là ổng được trời ban cho giao diện cực hút hồn nhưng lại bồn chồn khi trông thấy những thiết kế vải hoa rực rỡ. Những bộ đồ vốn chỉ dành cho các bà các mẹ mặc ở nhà hoặc đi chợ lại bất ngờ được anh trai tự tin dạo phố. Đã thế còn vô cùng hào hứng chào hỏi giao lưu với tất cả mọi người, khiến ai nấy có phần hơi e dè. Cái gì vậy bà nội? Sau trải nghiệm mà không mấy suôn sẻ từ bộ đồ màu xanh, với đam mê bất tận, anh chàng tậu thêm bộ đồ màu đỏ, quyết tâm chơi lớn sân thiên hạ có trầm trồ. Hello. Ủa? Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi chứ. Quả thật, nhan sắc là thứ giấy thông hành đặc biệt nhất trên thế giới này. Chỉ cần bạn đủ đẹp thì không gì có thể dìm nổi bạn. Cơ mà anh trai ơi, đẹp trai thì xin hãy bình thường nhé. Các bạn nghĩ sao về gu thời trang đặc biệt của anh chàng này? Chia sẻ cùng Thám TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.